Và đây là món bánh bò hấp ca cao hình cánh hoa. Nếu như các bạn muốn cho nó nở hình cánh hoa như vậy á, thì các bạn nên sử dụng những cái chén hình tròn, nó sẽ nở hình cánh hoa. Còn như mình thì sử dụng những cái khuôn như thế này thì bánh nó sẽ bông lên, nó sẽ nứt nhưng mà nó sẽ không có tạo cánh bằng sử dụng những cái chén hình tròn. À, nếu thích món bánh này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh bò bông ca cao. Về nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là 150g đường cát trắng, 2 quả trứng gà. Về bột nổi thì mình sẽ sử dụng là 2 muỗng cà phê bột nổi, tức là baking powder, và nửa muỗng cà phê muối. Dầu ăn thì mình sẽ sử dụng là 120g dầu ăn. Các bạn có thể là thay thế dầu ăn là bằng bơ lạc cũng được nữa, thì cũng cần là 120g bơ lạc. Sữa tươi, mình ở đây mình sử dụng là 100g sữa tươi. Các bạn có thể là sử dụng sữa tươi có đường hoặc không đường đều được. Nếu sử dụng sữa tươi có đường thì bớt lượng đường lại cho mình. Thì 100g sữa tươi thì nó cũng sẽ gần như tương ứng với 100ml sữa tươi. Bột mì, mình sử dụng là 250g bột mì. Các bạn sử dụng bột mì đa dụng hoặc bột mì số 8 đều được. Đây là bột ca cao. Ở đây mình sử dụng là khoảng 1 muỗng canh, tức là khoảng 8g bột ca cao. Các bạn có thể thay thế bột ca cao bằng Milo cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Bây giờ mình sẽ cho 2 quả trứng vào, mình đánh nó lên. Các bạn sử dụng máy cầm tay cũng được nha. Giờ mình sẽ đánh trong khoảng 20 giây với tốc độ vừa. Bây giờ mình sẽ cho đường từ từ vào đến hết luôn. Khi cho gần hết đường mình tăng tốc độ nhanh lên nha các bạn. Mình đánh cũng khoảng gần 3 phút rồi đó các bạn. Mình đánh cho nó bong bong lên như thế này. Bây giờ mình sẽ cho bột nổi, muối cho vào. Bột ca cao, mình đánh trong khoảng 20 giây cho trộn đều nó lên. Bây giờ mình sẽ cho sữa tươi, dầu ăn, rồi mình đánh với tốc độ hơi nhanh một chút. Rồi bây giờ mình sẽ cho từ từ bột mì vào đến hết luôn. Sau khi cho hết bột rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh trong khoảng 3 phút cho bột của mình được mịn nha. Đánh với tốc độ nhanh. Nãy mình cho bột vào nó giăng dính tùm lum hết các bạn.
Rồi bột mình đã đánh được 3 phút rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Trong lúc này thì các bạn nhớ chuẩn bị cho mình một nồi nước để mình hấp nha. Đó, bột của mình nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ để cho bột nghỉ trong khoảng 5 phút. Bột á, mình cho vào một cái ca để hồi khi mà mình cho và mình đổ vào khuôn nó dễ hơn. Tiếp theo thì các bạn sử dụng cho mình những cái khuôn tùy ý mình nha. Mình có thể là sử dụng những cái chén hoặc là những cái khuôn như thế này. Rồi mình nhúng một ít dầu ăn. Mình thoa một lớp mỏng lên. Sau khi đã thoa dầu xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho những cái khuôn này hấp trong khoảng 5 phút để cho khuôn nóng rồi mình mới cho bột vào. Khuôn đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho bột vào nha. Thông thường thì mình cho khoảng 2 phần 3 khuôn hoặc là 4 phần 5 khuôn. Mình đã cho bột vào xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy lại và hấp với lửa lớn trong khoảng 25 phút và chú ý là không được mở nắp trong lúc hấp. Mình đã hấp bánh được khoảng 25 phút, bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Nếu như mà các bạn hấp những cái khuôn nhỏ như mình thì hấp khoảng 20 phút thôi. Còn cái này do mình sử dụng chén để mình hấp đó, nó sẽ hơi lâu một chút. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra và để cho nguội. Thì đối với các bạn muốn nó nở hình cánh hoa thì các bạn nên sử dụng những cái khuôn hình tròn thì bánh nó sẽ nở hình cánh hoa. Còn như mình sử dụng những cái khuôn như thế này nè thì bánh nó không thể nào nở hình cánh hoa được. Bánh mình đã để nguội rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Nó lấy rất là dễ. Thì mình khỏi cần dùng dao luôn. Bánh mình đã lấy ra hết rồi nè các bạn. Bánh mình rất là thơm các bạn. Nếu như mà các bạn có nước cốt dừa, các bạn thay thế sữa tươi bằng nước cốt dừa. Bánh mình bong xốp nè. Nó không có bị khô và nó không có bị xẹp nữa. Cánh hoa vẫn còn y nguyên. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng. Bánh mình mềm, bong xốp. Về cái độ ngọt thì nó cũng khá là vừa, nó không có quá lạc. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công với món này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.